Con này là con Mỹ rồi nè. Đại không được. Không xuất sắc lắm nhưng mà không được. Hợp tác thực chất song phương. Tức lên bốc lên cao, cuốn theo cả những món quà nó thiệt rồi. À, quý vị và các em, chúng ta vừa thưởng thức món quà âm nhạc đầu tiên, ca khúc Khát vọng tâm hồn, sáng tác của nhạc sĩ và cũng do chính anh thể hiện. Ca khúc được Vụ Thư Viện lựa chọn làm ca khúc chủ đề cho chương trình Lan Tỏa Văn Hóa Cộng Đồng vào năm 2020. Các bạn và các em thân mến, đọc sách hiểu biết là một thói quen bổ ích được nhiều người yêu thích. Bên cạnh việc cung cấp tri thức, đọc sách thực sự là đồ sáng như thế. Hãy cùng tìm hiểu về xu hướng đọc cũng như văn hóa đọc của tuổi teen mình ngay như thế nào nha các bạn và các em thân mến. Và để bắt đầu chương trình chúng ta. Radio đây này, này chính này, radio này. Cái nút này lắp nó dơ nút này nha. Hey. Nút này nha, nút này là sẽ này. Bất kỳ ai. Nút. Có vẻ là rất là nhiều và thể loại đúng không? Có diễn ra sao nhỉ? Thì ba cuốn sách em đọc gần nhất đấy là Vụ Mộng. Cái nút nó bị bụi nha nè. Lực tiếp thêm sức mạnh, góp phần hữu nghị truyền thống, cùng nhau thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa lực lượng cảnh sát biển hai nước nói riêng và mối quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Trung Quốc. Tua bên trái thôi. Music. Này nó con ù nha. Con Diver anh em coi lại nha, cái phần cassette này nha anh em nha. Nè. Để coi thử coi. Đây cái nắp đậy của nó này, nhưng mà nó bị sốt ra rồi. Nó bỏ vô vào nhưng mà giờ nó cắn cái băng rồi nha anh em. Chỗ đây nó có cái lẫy giữ lại này nhưng mà nó gãy chốt rồi. Rồi, radio đầu giường nghe ngon. Con này bán như vậy nha, bán 1 triệu nha anh em, 1 triệu nha. Rồi. Anh em nào chi tiết thì Zalo số này giùm nha. À, con đã điện 100V nữa nha anh em. Mỹ nha, hãng General Electric nha.